mình có thể selfie mọi góc luôn. Và đặc biệt là mình có được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn nên mình rất là vui. Trước đây mũi của mình bị lợi tích ngăn cho nên là mình cũng đi khám rất là nhiều chỗ rồi, và mình cũng tìm nhiều phương pháp như là tiêm filler. Thì khi mà mình tiêm filler thử á, nó chỉ đẹp được khoảng 1 tuần cho tới 2 tuần đầu thôi. Sau khoảng 1 năm cho tới 2 năm mình tiêm filler thì mình nhận thấy là cái sống mũi của mình càng ngày càng thô, thô hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái độ cao thì nó cũng không có được cải thiện. Thì khi mà mình tìm hiểu trên các hội làm đẹp á, mình mới biết tới iTechno. Thì bên đây là chuyên về những trường hợp mũi, và có nhiều bạn có ca nặng hơn mình vẫn có thể sửa được, cho nên là mình mới tìm hiểu và mình tham khảo qua bên iTechno và được bác sĩ khám cho, và mình còn được chụp CT 3D nữa. Thì mình thấy rõ được là cái tình trạng mũi của mình nó như thế nào. Cái lúc mà mình vừa mới làm xong thì bác cũng có gọi mình dậy để coi dáng mũi. Thì mình cũng khá là ngạc nhiên, bởi vì thường á, những người bạn của mình làm mũi xong thì họ sẽ không có coi dáng mũi mà sẽ trực tiếp nẹp lại luôn. Khi mà mình giới thiệu cho bạn bè của mình qua đây làm chung với mình á, thì các bạn ấy cũng hài lòng giống như mình vậy đó. Còn bạn bè và người thân của mình á, thì cũng nói là mũi rất là tay nhưng mà vẫn hợp với gương mặt của mình. Lúc đầu thì mẹ mình cũng lo là làm rồi bị lố hoặc là không có hợp với gương mặt. Nhưng mà khi mà mình làm về rồi á, mình tháo nẹp thì mẹ mình cũng khá là ưng và cũng khen là xinh.